Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại channel của mình Và mình là Coi, mình đã quay trở lại rồi đây Ok, xin chào tất cả anh em, chúc anh em một ngày vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc Ok, nói chung là sắp tới thì cũng là ngày 20 tháng 11 rồi Và sau, anh em nhìn mắt mình này, sau uh, 2 ngày thức tận 2 giờ sáng nhá Và dậy từ lúc 9 giờ, có lúc thì dậy từ lúc 8 rưỡi Thì mắt mình có chút hơi lờ đờ rồi anh em ạ Để uh, tập trung làm cái shop app tự động mình đã bảo thì xóa bạc 3 ngày nay và tập trung làm xóa bạc tự động cho anh em Theo nhu cầu của anh em, anh em yêu cầu khá nhiều Và hôm nay Coi đã chính thức ra xóa bạc tự động Ngày 17 tháng 11 năm 2017 từ vô tay <laughs> Yeah Và cuối cùng thì mình đã hoàn thành xóa bạc tự động rồi Ui giời đuối quá anh em ạ à. à uống minh nước giải khát ấy mà Ôi ôi, rồi ok hôm nay thì mình sẽ chính thức khai trương shop Act tự động và nói chung là hôm nay thì mình sẽ khai trương 58 mươi đăng ký ảo tất cả shop trong shop của mình tất cả trong shop của mình anh em cứ yên tâm cứ nạp thẻ vào mua thoải mái mình dám khẳng định 100 trăm rằng an toàn uy tín do một tay mình làm nên và mình sẵn sàng online facebook bất cứ khi nào để phục vụ anh em ok thì nói chung là mình tự mình tạo ra tự mình làm ra thì chắc chắn rồi nó hoàn toàn an toàn nên anh em cứ yên tâm và nói chung là từ cái shop ba coi ốc -ok 97.com, một cái shop bình thường thì bây giờ mình đã nâng cấp lên shop tự động, ok. Thì anh em sẵn sàng nhập coi ốc 97.com ấn enter. Đấy anh em thấy chưa bảo mật không? Đó, anh em thấy chưa bảo mật không? Đấy, hơi kinh, shop hơi ghê đấy. Rồi, hôm nay đấy, thì đây là giao diện của shop mình. Đây là anh em nhấp vào cái chỗ coi ốc -ok 97 hồng hồng này nó sẽ về trang chủ. Đấy, đơn giản thôi, không có gì. Vậy gọi là lê mệ shop của mình nó cực kỳ đơn giản và cực kỳ dễ sử dụng luôn mình nói thẳng như vậy và năm tám cái hạc năm tám cái đầu tay mình sâu này thì nói chung là giá cả nó rất là rẻ tại vì là mình vừa mới làm shop với lại là giá cả của nó cũng rất là hợp lý khi mình sâu hạc lên đây cho anh em Thì từ hạc cùi đến ăn vip đấy ở đây có mục nạp thẻ này một mục nạp thẻ thì anh em có thể nhấp vào đây để nạp thẻ đấy thì anh em cứ nạp 10 ngàn là được 10 ngàn anh em nạp 100 ngàn thì được 100 ngàn tài khoản trên web thí dụ như tài khoản của anh em là không đồng đi anh em nạp 10k cạc vào đây Anh em sẽ nhận được 10k Tài khoản ở trên ghép Đó Đấy Ở đây tỷ lệ quy đổi là 11 Đấy tức là anh em nạp bao nhiêu được bao nhiêu Nạp 5 ngàn được 5 ngàn Đấy Thì chủ yếu là nạp bằng thẻ cao Thì ở đây có rất nhiều loại thẻ Như là Viettel, Mobi, Vina, Gatte, việt Vietnam Mobile, Mega Cạc và On Cạc Đấy Thì có rất nhiều loại thẻ luôn Ở đây có số điện thoại Zalo của mình Có cả Facebook Xóa bạc game này Đây thì xóa bạc game Anh em nhấp vào đây để xem mạc Hoặc là nhấp vào chữ coi ốc thi chiến bài hồng hồng này Để xem mạc Kéo xuống để xem mạc ở dưới đây có số trang này, đấy, ấn vào trang số 2 để cần xem những cái ạc khác này. Trang số 3 để cần xem những ạc khác này. Đây, 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 có người mua một ạc rồi đây. Ê, mình chưa làm, đây là clip đầu tiên mà đã có người mua ạc rồi. Chưa làm clip mà đã có người mua ạc rồi, đây. Đã có người mua cái ạc này 300k rồi này. Úi dồi, ạc có bông tai, thanh niên, hớp liền. Ờ, thấy trứng năm hớp liền, đấy. Như cái ạc này đã bán rồi, ạc nào đã bán thì nó ghi chữ đã bán thì anh em không mua được nữa. Còn những ạc nào uh, chưa bán thì nó có hiện giá tiền đấy anh em Chỉ cần ấn vào mua ngay là xong thôi Thì tí nữa mình sẽ thử mua một ạc cho anh em Thì thứ nhất uh, Cảm tất cả mọi người đã xem clip này Và chào mọi người đến với lại shopac.coioc97.com Ok mọi người Và uh, sau bao nhiêu lâu uh, thành công bất bại Và cũng như là sau bao nhiêu lâu cố gắng Thì Coi đã làm được một bạc tự động mang tên coioc 957 com Trang chăng trang trang Xin anh em ủng hộ Cảm ơn anh em rất là nhiều Ok thực sự là anh em ủng hộ mình mới có tiền để làm cái shop đó ok và hôm nay thì mình đã khai trương shop rồi thực sự không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn anh em và hy vọng anh em sẽ ủng hộ mình càng ngày càng mạnh hơn nữa trong con đường youtuber chúng cũng như là con đường mua bán của mình ở tại xe vừa hai và hiện tại thì mình chỉ phục vụ ạc ở xe vừa hai nhá tại vì mình là một con người sinh ra và lớn lên ở xe vừa hai nên anh em thông cảm anh em có mua ạc ủng hộ mình thì cứ chạy vào mua ok cảm ơn anh em rất là nhiều luôn đấy thì hiện tại thì mình chỉ phục vụ xe server hai thôi còn mai sau thì mình sẽ tính tiếp ok thì hiện tại thì mình chỉ tất cả shop của mình hoàn toàn là account server 2 hoàn toàn là đăng ký ảo mình xin khẳng định điều đó tất cả shop của mình đều là xe server hai đều là đăng ký ảo nên về cái vấn đề mà anh em mua ui anh em sợ là nạp tiền vào đây mất tiền không bao giờ anh em cứ yên tâm rằng 100% là uy tín và chất lượng Anh em nạp 10 ngàn vào đây Vẫn được 10 ngàn Anh em nạp 100 ngàn Kể cả anh em nạp 1 triệu Việt Nam đồng vào đây Cũng không sao Nạp 5 triệu, 10 triệu cũng không sao Đấy Và tại vì sao cái mục đề là Còi kêu là uh, 10k là có ác vip Đúng không? Thì uh, anh em mỗi ngày anh em nạp 10 ngàn vào đây đi Thì 10 ngày anh em nạp được 100 ngàn Một tháng anh em nạp được 300 Thì đấy 2-3 tháng gì đấy Anh em cứ nạp một ngày 10 ngàn có thể là một ngày anh em nạp 20.000, lâu lâu có 100.000 thì anh em nạp vào, cứ để đó, thấy ạc coi sâu lên coi sẽ sâu ạc thường xuyên lên trên web. Đấy, coi sẽ sâu ạc thường xuyên lên trên web. Những anh em nào nhập ạc cho coi thì cứ liên hệ vào Facebook. Ở đây có Facebook này, coi có để cái mục Facebook cá nhân này. Anh em chỉ cần nhấp vào cái mục Facebook cá nhân này, sẽ ấn vào ấn vào tin nhắn là sẽ nhắn được cho coi thôi. Ok. Đấy, đấy này có một số thanh niên anh em cẩn thận do mình sơ suất nha, không để ý bị Facebook y chang của coi lừa. Anh em cẩn thận đấy, thấy chưa? Có một thằng là gắn thẻ này Facebook của mình là 46 có 71 ngàn 45, 459 ngàn người theo dõi này đây này đây này có một thanh niên hôm qua đúng rồi thanh niên này hôm qua bị lừa đảo là hình như là một triệu hai thẻ cáo siêu rẻ hay sao đấy và bị phải giả mạo anh em ạ và alo số điện thoại thì bảo là uh, em bị uh, anh còi lừa này nọ này nọ tại vì sao anh lừa em mà xong rồi giải thích mãi nó mới hiểu được là, à thì ra mình pm nhầm giả mạo mà đó là không phải anh còi tại vì sao mọi người cứ phải để pm nhầm giả mạo mọi người chỉ cần đây này mình có để cái mục Facebook cá nhân này mọi người chỉ cần nhấp nhẹ vào cái mục Facebook cá nhân này sẽ vào được Facebook của mình không cần lý không cần suy nghĩ không cần một lý do không cần bất cứ gì về PM nhầm Face cả ok thì đây chính là shop bạc của mình à, chỉ xe v hai thôi và hiện tại thì mình đang có nhập xe v hai anh em có thể PM à, bằng cái số điện thoại Zalo của mình chỉ cần thì nói chung là Zalo thì anh em chỉ cần nhấp vào thêm bạn này nhấp vào thêm bạn nhá đây này nhấp vào thêm bạn nhập số điện thoại 01696498015 một năm đấy ấn tìm là ra facebook của mình ờ, ra zalo của mình nó cực kỳ là đơn giản luôn tại vì sao anh em cứ pm nhầm face anh em đừng có nhập coi ốc trên bảy anh em hãy nhập số điện thoại à. nó là như vậy đấy và ở đây nếu muốn chắc chắn thì ở đây có facebook cá nhân anh em chỉ cần nhấp nhẹ vào facebook cá nhân là sẽ vào được facebook của mình đó là cái về uh, nói chung là tránh giả mạo rồi ok bây giờ thì chúng ta sẽ nói vào chuyên mục chính đó là số bạc của mình bao gồm những ạc như thế nào là shop ạc của mình bao gồm những ạc từ cùi nhất và đến vip nhất ok mình tất cả mình có tất cả những điều đó từ ạc cùi ạc bé ạc chưa có gì đến ạc giáp lên tập 6 sao đấy ok thì anh em nào có nhu cầu mà bán ạc tại xe v hai nhá hiện tại mình đang chỉ mua bán xe v hai thôi anh em nào có bán ạc ở xe v hai thì cứ liên hệ ngay với facebook của mình đấy thì mình có nói là mình chỉ có chỉ cho anh em cách vào facebook hoặc là lên youtube đấy nè lên youtube thì gõ là youtube này ghi coi ốc thứ chín bảy nè đấy đơn giản thôi Đấy, ghi có ốc thứ bài nhá. Anh em nhấp vào một cái video bất kỳ đây. Đây là cái video này nhá. Đấy anh em kéo nhẹ xuống này, anh em có thấy phần subscribe này không? Facebook của mình anh em thấy không? Đây này mình bôi xanh này. Đấy, ngay dưới, ngay bên dưới có ốc thứ bài có chữ Facebook của mình này. Anh em nhấp vào đây, đấy cũng vào Facebook của mình. Nó đơn giản cờ đó. Đấy, ok. Mình sẽ ẩn khỏi dòng thời gian cái bài này này. Rồi ok, thì chúng ta quay trở lại shop bác. Ở bên dưới là có fanpage của mình luôn này mình có gắn cái fanpage của mình ở bên dưới đây này đây đấy 11 ngàn lượt thích này và mình đâu có có làm event nào đây này anh em xem này fanpage của mình hoàn toàn là trong trắng và chưa bao giờ làm một một event nào cả nếu event thì mình cũng làm trên facebook cá nhân hoặc là trên một cái group nào đó hoặc là trên youtube đấy anh em xem này cái còi ốc thứ chín bảy mười hai ngàn người theo dõi bốn phẩy tám lượt nhận xét nhân vật hư cấu đấy bốn bốn phẩy tám lượt nhận xét đây này đấy mình có đăng những cái bài đây này đấy hiện tại thì đã mười hai ngàn bảy trăm người theo dõi rồi Đấy, nó đơn giản cỡ đó mà anh em không tìm ra nên thì đến chịu rồi đây. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em cái số bạc của mình. Trước tiên là cái phần nạp thẻ. Tại vì sao anh em phải chọn số bạc có ở trên com Thứ nhất, giá cả hợp lý. Thứ hai là có từ ạc cùi đến ạc vip. Thứ ba là mình phục vụ anh em thì phải nói rằng anh em cứ p cứ mua thoải mái. Nạp thẻ và mua thoải mái, không lo lắng, không suy nghĩ gì về một cái bất tắc hay là một cái chút gọi là chỉ cần một cái bé xíu này lỗi thôi không bao giờ có anh em cứ yên tâm cái điều đó cho mình ok và anh em cần gì mua vàng hoặc là mua ngọc hoặc là bán đồ 6 sao hiện tại thì đây này anh em chỉ cần nhấp vào cái thông tin shop này đấy duy nhất xe vừa hai youtube có thứ chiến mong anh em ủng hộ mạnh mẽ hướng dẫn mua ạc mình cũng có hướng dẫn rõ ràng luôn đấy thì đây hướng dẫn từng bước từng bước một luôn nên là anh em cứ yên tâm đấy sau khi mua thì tài khoản mật khẩu nó sẽ hiện ra ở màn hình ok thì đồ 6s thì đây anh em chỉ cần nhấp vào đồ 6s chọn này Đấy, đồ 6S này À là hành anh em chọn đồ 6S xây ra thì đây Vô đây để xem đồ 6S xây ra Sau đó thì liên hệ Facebook của mình để mua Hoặc là Zalo của mình để mua Đấy, thì đồ 6S thì mình có đồ 6S xây ra này Đồ 6S Namách này Đấy, anh em vào đây để kiếm để mua Đơn giản hết sức luôn Và nếu mua đồ 6 sao Thì anh em cứ liên hệ với lại Facebook của mình Và khi mua ạc Anh em mua ạc bằng thẻ siêu rẻ Hoặc thẻ cao siêu rẻ Hoặc là tiền mặt Thì anh em cứ liên hệ ngay với lại Facebook của mình để giao dịch trực tiếp với mình ok thì cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều còn anh em chủ yếu là anh em mua bằng cạc thì anh em cứ nạp thẻ vào đây anh em cứ nạp một ngày một ngày 10 k cũng được là anh em dự trữ lên có ngày thì sẽ được một ngày nào đó 300 k và anh em mua một cái ác tùy thích và bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em uh, cái cách đó là tìm cái ạ đây này cái nick giá rẻ là nick dưới 500 k ok thì ở đây mình có một nick đá bán đây này, này đấy thì anh em này có nick uh, 80k này Nick sơ sinh có đầy từ 80k anh em lên mua ủng hộ mình nhá Ok cảm ơn mọi người rất là nhiều Nói chung là Nick sơ sinh có đệ tử thì nói chung là lời được có vài vài chục ngàn đủ ăn sáng một tô hủ tiếu ăn sáng à đấy anh em có mua thì lên mua mua thì nói chung là sơ sinh có đệ tử thì nó khẳng định đẳng cấp rằng là mình là nhiệm vụ đùi gà mình chỉ có 2.000 sức mạnh thôi nhưng mà mình đã có đệ tử nó rất là đẳng cấp nhìn nó chất lừ luôn đấy thì đây một đống ngạc đây này có mã số 09 là có người mua đây này đó thì đây là cái nick giá rẻ là nick dưới 500k thì anh em cứ vào đây mua ở đây có một nick 400 này, một nick 200 này, nick 300 này bán rồi này, còn một nick 300, nick 250k này. Đấy, từ cùi đến vip có hết. Và nick 500 đến 1 triệu nha, nick 500 đến 1 triệu thì đây. Anh em có thể nhấp vào cái chỗ nick 500 đến 1 triệu để chọn cái ạc cho mình. Đấy, còn nick 1 triệu đến 2 triệu cũng như vậy và nick 2 trên 2 triệu cũng như vậy luôn. Tương tự anh em có thể vào đây để xem. Và bây giờ anh em sẽ nhấp vào chữ còi thứ 97 nó sẽ về trang chủ và khi về trang chủ chúng ta sẽ thấy được một giao diện rất nhiều ạc và rất nhiều thể loại nó xếp theo nó xếp theo cái mã số mà còi đã quy định. Đấy thì anh em cứ chọn là thoải mái, cứ ấn trang sau thôi. Ở bên góc trái màn hình của chúng ta có một cái trang sau, anh em cứ nhấp vào trang sau xem mạc đấy. Những ngạc mà có chữ đã bán thì anh em không có lựa được nữa Ok Thì bây giờ Mình sẽ chỉ cho anh em đăng nhập Thứ nhất là anh em đăng nhập bằng Facebook Nó hoàn toàn dễ dàng luôn và không có một chút gọi là bất chắc hay là không có một chút gọi là lo lắng rằng anh em sẽ bị mất tiền trong tài khoản của không bao giờ mình đã bảo mật rất kỹ và rất là an toàn nên là anh em cứ yên tâm anh em chỉ cần ấn đăng nhập bằng facebook đấy ok thì anh em ấn đăng nhập bằng facebook ok thì bây giờ mình đã đăng nhập bằng facebook rồi anh em cứ ấn đăng nhập bằng facebook thoải mái ok thoải mái nha anh em cứ vào đây cứ nếu như mà anh em mà ủng hộ mình cứ vào đây ấn đăng nhập bằng facebook đó cứ để vậy có sao đâu lâu lâu vào đăng nhập bằng facebook Đấy ngắm sáu bạc của mình chơi Anh em chả mất gì cả Cũng không sao cả Anh em hãy vào shop bạc có 7.com Và đăng ký lấy cho mình ngay một ạc nào Một tài khoản nào Một tài khoản uh, trong shop bạc có 7.com nào Hy vọng anh em sẽ ủng hộ mình bằng cách đó Và hơn nữa Khi anh em đăng nhập tài khoản Thì anh em có không Việt Nam đồng đúng không ạ Thì anh em thí dụ như bây giờ mình muốn uh, Mua một cái nick giá rẻ đi Đây nha Bây giờ mình muốn uh, mua cái mã số là Mã số uh, 19 đi à. Bây giờ mình sẽ mua mã số 19 là giá là 80.000 nhá. Đấy anh em thấy chưa mua ngay không Mã số 19 nha Bây giờ thì mình sẽ ấn mua ngay này anh Mình ấn thanh toán nha Đây thì uh, thanh toán là giá là 80 ngàn Thì uh, mình sẽ ấn mua ngay Thì tiền nó sẽ không có đủ Bạn cần nạp thêm tiền vào tài khoản Thì đây anh em sẽ ấn vào chữ nạp tiền đấy Ở đây nó sẽ hiện ra chữ nạp tiền Anh em sẽ chọn loại thẻ cần nạp Thì ở đây mình sẽ mua một cái thẻ Viettel 100k nhá Rồi ok à, <laughs> uh, Mình sẽ mua một cái thẻ Viettel 100 ngàn mình đã hướng dẫn rất, rất, là, rất là kỹ rồi nên anh em cứ yên tâm mà sử dụng không hề lo lắng một chút gì cả Anh em cứ yên tâm, cứ tin ở còi Đấy, cứ yên tâm, cứ nạp thẻ vào đấy Bây giờ mình đã mua hoàn thành một cái thẻ Viettel 100k nha Bây giờ mình sẽ nạp vào web nha Mình sẽ ấn 3, mình sẽ ấn mã thẻ Đấy, Viettel, mình nhập mã giam tra vào 2138, ấn nạp thẻ Và sau khi nạp thẻ thì chúng ta có thể đợi kiểm tra một chút Đấy ok Thì đã nạp vào tài khoản admin mệnh giá 100 ngàn đồng Đấy thời gian ok Thì chúng ta đã nạp thành công rồi Như vậy nó thông báo nếu như mà thẻ sai Thì nó thông báo là thẻ sai Rồi uh, nếu như mà thẻ đúng thì nó sẽ ghi là mệnh giá Đấy nó sẽ ghi là đã nạp vào tài khoản Ấn ok các bạn ấn ok Sau khi các bạn reset lại trang Thì uh, tài khoản của các bạn sẽ có ngay 100 ngàn đồng Đấy các bạn có thể nhìn góc phải của mình đó là mình đã có 100 ngàn đồng Bây giờ mình sẽ nhấp vào cái nick giá rẻ này Mình sẽ mua mã số 19 nha Mình sẽ ấn thanh toán Đấy, khi mà thanh toán thì mình sẽ ấn mua ngay. Đấy, khi khi mà mua ngay này, nó sẽ hiện lên. Đấy, đấy rất tuyệt vời luôn. Khi mà thanh toán xong, nó sẽ hiện lên là cái ạc nó sẽ trừ của mình đi 80 ngàn. Tại do mình mua ạc 80 ngàn là 100 trừ 80 là còn 20 ngàn. Ok, thì hiện tại tài khoản của mình chỉ còn 20 ngàn và mình đã mua thành công. Cái ạc đó là, cái ạc này nó hiện ra tài khoản mật khẩu trên màn hình luôn. Và hoàn toàn chuẩn xác mà không có bất cứ một số sai lệch nào cả. Anh em cứ yên tâm. Và bây giờ mình sẽ đăng nhập tài khoản này vào game thử coi nhá. Bây giờ nhá, tài khoản nó đã hiện lên đây này. Sau khi bị trừ 80 000 thì anh em mua cái ác đó thì nó sẽ hiện tài khoản mật khẩu lên trên màn hình. Anh em chỉ cần nhấp vào em bá đạo a còng jhe.cl mật khẩu là Nokia ZXC rồi ok. Đấy anh em có thể vào một cách dễ dàng. Đây là ác sơ sinh có đầy tử giá chỉ 80 000 Ok. Và cuối cùng thì đã xong. Nè. ác này Một K8 sức mạnh nha. Mà Uh, nó nhiệm vụ đùi gà mà có đệ tử mới ghê chứ đệ tử hai cả sức mạnh đấy cái hạt này hợp thể thôi lại thôi là nhìn cũng thấy ghê ghê rồi đó đấy hợp thể lại thôi là đấy tao là một cả tám sức mạnh nha đấy tránh đã tránh được cho tao đi tao là chỉ một cả tám sức mạnh thôi đấy làm gì được tao <laughs> đấy oai 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 thôi được rồi đấy thì mình đã hướng dẫn xong thì hết sức đơn giản chỉ cần nạp tiền vào và mua thôi và anh em cứ yên tâm không lo lắng bất kỳ một chút sai lệch nào trên shop của mình anh em cứ nạp tiền vào cứ mua hoặc thoải mái hoặc là anh em có thể nạp dự trữ một ngày 10k chắc chắn một ngày nào đó anh em sẽ có một cái ạc vip cầm trong tay hoặc là anh em cứ nạp anh em chưa thấy được ạc ứng ý anh em cứ nạp 10k vào đó một ngày nào đó anh em sẽ thấy được là à đây là cái ạc mình cần mua mình phải mua ngay cái ạc này không người khác mua mất ok thôi được rồi hiện tại thì 58 cái ạc của mình đang được sâu trên shop bạc có từ trên bảy com và hoàn toàn tự động anh em có thể nạp thẻ vào mua mà tự động mua tự động mà không cần pm với mình và anh em nào có mua mà cần thiết PM với mình thì cứ ở đây có một facebook cá nhân cứ PM với mình nhá. Và anh em nào mua vàng, mua ngọc ở server 2 mua đồ 6 sao server 2 thì cứ lên hệ facebook cá nhân cho mình. Ok, sẵn sàng phục vụ anh em bất cứ khi nào. Và đừng quên ủng hộ cho coi. Cảm tất cả mọi người rất là nhiều. Ghé shop ba có thứ nhất 7.com mua ác đi nào. Toàn là ác giá rẻ nói thật luôn, toàn là mê. Đây này. Ca mê thái dương hạ san các kiểu các kiểu lên này. Toàn là ca mê thái dương hạ san thôi. Đây này một à mã số 48 Kame Thái Dương Hạ San mã số 49 Kame Thái Dương Hạ San mã số 50 Atomic 7 mã số 53 đấy nói chung là nói chung là đây này mã số 54 Kame KME uh, Kame thì tái tạo năng lượng đây ok tất cả mọi thứ đều là dễ dàng và tuyệt vời và an toàn và không sai lệch một chút nào cả anh em cứ nạp thẻ vào và là mua thôi không phải suy nghĩ gì và sau khi mua thì nó sẽ hiện tài khoản mật khẩu lên màn hình mà chỉ có anh em biết nên anh em cứ yên tâm rằng an toàn tuyệt đối uy tín và chất lượng Còi xin dám khẳng định điều đó ok cảm ơn anh em rất là nhiều chúc anh em chơi game vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc ok mọi người vào shop của còi lập ngay một tài khoản nào để ủng hộ còi nào ok cảm ơn mọi người rất nhiều ok bye mọi người chúc mọi người chơi game vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc sắp tới cũng 20 tháng 11 rồi mọi người mua ạc về để chơi game nào ok bye mọi người nha bye